Chiều nay, tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang diễn ra hội nghị ký kết hợp tác giữa ban chuyên trách tỉnh Kiên Giang với ban chuyên trách các tỉnh Campuchia, Kép, Rishi Honut và Cô Công, Vương quốc Campuchia về tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2023-2024. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng ban Chỉ đạo 515, Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Kiên Giang. Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Ngài Thiếu tướng Chum Vi San, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban chuyên trách Quân khu 3, Vương quốc Campuchia. Ngài Chiêu Vi Chat, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Rishi Honut, bà Yu Suon Khun, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Campuchia, tiến sĩ Som Khích Vin, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Cô Công, ngài Bun Don, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Kép. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban chuyên trách tỉnh cho biết, kể từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia ký ngày 28 tháng 8 năm 2000 tại thủ đô Phnom Penh, đến nay đội K92 tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm quy tập được 2.105 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn các tỉnh Cô Công, Prek Sihanouk, Campuchia và tỉnh Kép thuộc Vương quốc Campuchia. Trong đó, mùa khô năm 2022-2023, đội K92 tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung khẳng định để đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ chí tình chí nghĩa của các cấp lãnh đạo chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh của Campuchia trong việc thu thập cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ đội K92. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang bày tỏ lòng biết ơn chân thành, tình cảm cao đẹp, sự giúp đỡ quý báu của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Campuchia, Kép, Cô Công và Prek Sihanouk đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp cho ban chuyên trách tỉnh Kiên Giang và đội K92 thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Kính thưa quý bà, quý ông, tuy đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, nhưng do điều kiện địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa tìm được. Tỉnh Kiên Giang mong được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo chính quyền, ban chuyên trách và nhân dân các tỉnh Cô Công, Prek Sihanouk, Campuchia và Kép thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp đội K92 tỉnh Kiên Giang tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn 4 tỉnh đạt kết quả tốt nhất. Tại hội nghị, đại biểu tiến hành trao đổi nội dung các biên bản được ký kết hợp tác giữa ban chuyên trách tỉnh Kiên Giang Việt Nam với ban chuyên trách các tỉnh Prek Sihanouk, Campuchia, Cô Công, Kép, Campuchia về việc tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024.